Chào các bạn, kênh xe bằng cách 24 giờ. Số Nip 2017 chính thức có mặt tại Sài Gòn với mức giá hấp dẫn. Số Nip 2017 vừa cập cảng và khu thùng tại một showroom ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe của nhà Honda là chiếc Underbolt mạnh mẽ và gấu nhất hiện nay trong số những dòng Underbolt tại Việt Nam. Số Nip 150 2017 lộ diện tại Sài Gòn. Chiếc King of Underbolt này được nhập về nước và khu thùng lô hàng đầu tiên tại showroom thử mô tô 398 Lê Văn Lương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu xe thể thao của nhà Honda sở hữu gốc góc cạnh và hầm hố. Đầu đèn trang bị hệ thống chiếu sáng dạng full LED. Đèn hậu cũng dạng LED, mặt đồng hồ hiển thị dạng LCD. Honda Sonic 2017 có màu đen nhám toàn thân, kết hợp với bộ tem đen bóng xen kẽ màu đỏ, đi tiệp với tông màu mâm, khiến chiếc xe trở nên cực kỳ cường ngầu. Sonic 150 trang bị động cơ 4 thì DOC 149,15cc làm mát bằng nhôm dịch, phun xăng điện tử, cho công suất lên tới 15,8 HP tại vòng tua 9.000 vòng phút và mô men sáng cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng phút. Xe đi cùng hộp số 6 cấp con tay, phần đầu thon gọn, hệ thống chiếu sáng dạng LED. Và sau đây là những chi tiết của chiếc Sonic 2017 vừa cập cảng Sài Gòn. Như vậy, giá bán hiện tại của chiếc Sonic 150 2017 rơi vào khoảng 88 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhấn subscribe.